Hello, xin chào tất cả anh em trên YouTube ha, đang xem và ủng hộ kênh của mình. Bữa nay mình có một em máy này mình mới đổi với khách luôn. Em máy này có sao mình bán vậy ha, mình cũng mô tả sơ sơ cho anh em. Anh em nhắm chơi được thì chơi, chơi không được thôi, vô xem chơi cho vui. Mình cũng không có ép anh em mua, nhắm khả năng anh em làm được thì cứ làm. Mình cũng bán con máy này là bán giá sát luôn nha, nhưng mà con máy này là còn nổ nha. Mình tả tình trạng nó như sau, mình đổi sao thì mình bán vậy, mình chưa kiểm tra bất cứ cái gì hết, thậm chí bình xăng con mình cũng chưa xúc luôn. Cái dàn áo là rin ha, cái boe là rin, boe còn đẹp quá anh em ơi, boe rin luôn, dàn áo rin, IC rin, đây còn chữ tin, mâm lửa rin, xăng con. Xăng con này thì theo mình biết hình như thay thế rồi. Rồi, tay cầm này thay rồi. Cái tay thắng này là không phải của máy 381 nha. Cái này là của đời trước, đời máy 380. Chứ không phải của 381, đâu đó rõ ràng. Đây là đời 380. Mà cái máy thì máy 381. Cái bô rin mà nó bị mục đây xíu, anh em về hàng lại giùm mình. Nhỏ thôi, còn để cưa luôn cũng không được, nó xì bọt nhẹ thôi. Tay cầm này thì thay rồi ha. Nắp giật thì nó mất cái tem ha anh em. Đó, nắp xăng rin, nắp nhớt lô, ốp lam rin mà nó mẻ đây xíu cũng không quan trọng gì. Cái hầm rồng rin, con tán này rin, con tán này lô. Đó, rồi hơi hám thì mình thấy còn ok lắm ha anh em. Đó, rồi chỉ còn một điều nữa là người ta xài xong rồi người ta lấy chai, mua nước chai nước sơn sạch á, về người ta phả sơ lên, ta xịt sơ lên đó, anh em nhìn có thấy dấu nước sơn sạch nha, mình cũng tả rõ luôn là chủ người ta xài ta xịt, chứ mình không có rảnh đâu mà để làm những con máy như vậy. Anh em nào không thích thì về chùi ra ha. Còn máy thì mình mới đổi khách, thành thử ra mình có sao mình để vậy mình bán luôn. Nòng dên thì cái nòng á là nó mất cái nút xả áp đây, người ta bích lại luôn rồi, mình cũng chưa kiểm tra. Nếu đặt trường hợp nó là nòng dên rin thì anh em hưởng, còn nòng dên lô thì mình cũng không biết, không biết là có thay thế chưa, tại mình không kiểm tra và mình muốn chơi game show với anh em ha. Hên thì anh em được nhiều, còn xui thì anh em cũng được cái để anh em xài sử dụng gia đình cũng rất là ok, tại máy này là máy còn nổ ha, mình bán vậy đi chơi game show vậy đi. Rồi và đặc biệt là hơi hám còn ngon lành nha, cái đó thì mình cũng nói thẳng luôn, mình bán giá là bán giá thanh lý luôn ha, mong anh em cũng thông cảm, bán là bán thật chứ không có dạng mà như anh em nói vô để mà view hay like gì. Nói xin lỗi anh em, mình bán hàng trăm hàng ngàn con máy cưa rồi chứ không phải mới bán có một con. Việt Nam nói là làm chứ không bao giờ nói điêu, lên trên này mình không thích nói điêu nha. Đó, mình cái đó là vấn đề, đó là mình xin phép được giấu kín. Anh em nếu mà được nồng dân riêng thì anh em được nhiều, quan trọng anh em có nghe được tiếng máy hay không thôi ha, mình cũng xin bật mí. Nhưng mình bán con máy này vừa bán vừa chơi game show với anh em ha, mình nói thẳng mình không bao, anh em cứ nhắm, được làm được vô mua, không được coi xem chơi, không có gì hết, vui là chính. Rồi mình bán 1,5 triệu với em máy này, bán 1,5 triệu thôi nha, đặc biệt chỉ nhận chuyển khoản và không ship COD. Rồi mình cho anh em nghe tiếng máy luôn nha, chơi mạnh với anh em luôn. Bán giá gì thì thôi mình xin phép được giữ bí mật. Cho anh em coi bình xăng lớn luôn nè, rin ngang đó, còn lốc này thì mình bao anh em là rin nha, có cái là xịt nước sơn lại thôi, không thích chùi ra. Rồi giờ đi vào cho anh em nghe tiếng máy luôn, chơi bữa nay chơi mạnh luôn. Yeah.
nữa anh em. Rồi, anh em nào trước thì được trước, anh em nào kết thì alo cho mình để dứt ngay con máy này. Để hỏi chỉ đến một lần. Anh em xem clip thấy hay cho mình xin một like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để tạo động lực cho mình làm video tiếp theo. Ok, thánh kiều Wedimed Việt Nam, nói được thì làm được chứ không phải không bao giờ nói điêu nha. Đây là bán thực tế của mình, mình mắc bán sao mình bán, mình đổi khách được thì mình chơi được. Chứ đừng có nói mà mình vô đây mình câu view câu like, mình không có rảnh đâu cái chuyện làm ăn của mình. Ok, tất cả anh em đều biết mình, mong các bạn cũng thông cảm, đừng vô đây kích mình nữa nha. Xin chào, hẹn gặp tất cả anh em vào clip sau. Còn nếu những anh em nào thích máy đẹp, máy VIP, mình vẫn có để phục vụ anh em. Còn những cái này là mình chơi game show và phục vụ cho những anh em có điều kiện kém, kinh tế thấp, xài gia đình, muốn con máy hoạt động tốt, ok, ngon lành. Nó vẫn hơn một con máy hồ cẩm đào nha anh em. Hồ cẩm đào mới mình chấp luôn á. Rồi, ok. Còn mấy vấn đề kia mình xin giữ bí mật. Bye bye, chào tạm biệt. Hẹn anh em vào clip sau. Đánh kèo Wedimed. Nếu anh em xem clip hay cho mình xin một like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ, tạo động lực cho mình làm nhiều video tiếp theo. Bye bye, hẹn anh em vào clip sau.